Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23. Vua bèn sai người nhóm hiệp hết thảy những trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Đoạn vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, cả dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, đấng tiên tri cùng cả dân sự, vô luận nhỏ lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách Giao Ước mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên tòa lập Giao Ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài và làm hoàn thành lời Giao Ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời Giao Ước ấy. Vua bèn truyền lệnh cho thầy tế lễ thượng phẩm Hilkia, cho mấy thầy phó tế và các người giữ cửa đền thờ cất khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va hết thảy những khí giới người ta làm đặng cúng thờ Ba Anh, Ác Tạc Tê và cả cơ binh trên trời. Người bảo thiêu các vật đó ngoài Giê-ru-sa-lem trong đồng ruộng Xết-rôn, rồi đem cho nó đến Bê-tên. Người cũng đuổi những thầy cả của các tà thần mà những vua Giu-đa đã lập đặng sông hương trên các nơi cao trong những thành Giu-đa và tại các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem. Cũng đuổi đi những thầy cả dân hương cho Ba Anh, cho mặt trời, mặt trăng, huỳnh đạo và cả cơ binh trên trời. Người cất hình tượng Ác Tạc Tê khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va, đem nó ra ngoài Giê-ru-sa-lem, đến khe Xết-rôn, thiêu đốt nó tại đó và nghiền ra tro, rồi rải tro ấy trên mồ của thường dân. Người lại phá những phòng của bợm vĩ gian ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi đó người nữ dệt những trại cho Ác Tạc Tê. Người cũng đòi đến hết thảy những thầy tế lễ ở các thành Giu-đa, làm ô uế những nơi cao mà chúng nó có sông hương, từ Gê-ba cho đến Bê-e-sê-ba, lại phá những bàn thờ lập tại cửa thành, tức tại cửa Giô-suê, quan cai thành, ở về phía bên tả khi vào cửa thành. Song những người đã làm thầy tế lễ các nơi cao thì chẳng được lên đến bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, song họ ăn bánh không men với anh em mình. Người cũng làm ô uế tô phết tại trong trũng con cái Hi-nôm, hầu cho từ rày về sau không ai được đưa con trai hay là con gái mình qua lửa cho Mo-lóc. Người trừ bỏ những con ngựa các vua Giu-đa dâng cho mặt trời ở nơi cửa vào đền Đức Giê-hô-va, tại nơi công đường của quan hoạn Nê-thang-mê-lét trong hành lang của đền thờ. Còn những xe của mặt trời thì người thiêu đốt. Vua Giô-si-a cũng phá những bàn thờ mà các vua Giu-đa đã cất trên nóc nhà lầu của vua A-cha, lại những bàn thờ mà Ma-na-xe có dựng lên trong hai hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va, thì người đập bể, cất đem khỏi chỗ và rải bụi nát nó trong khe Xết-rôn. Vua cũng làm ô uế những nơi cao ở tại trước Giê-ru-sa-lem, bên phía hữu núi Tà Tịch, là những nơi cao mà Sa-lô-môn vua Israel đã cất lên để cúng thờ Ác Tạc Tê, thần tượng quái gở của dân Sidon Kê-mốt, thần tượng quái gở của dân Mô-áp và Minh-côm, thần tượng gớm ghiếc của dân Am-môn. Người bẻ gãy các trụ thờ, đánh đổ các hình tượng Ác Tạc Tê và chất đầy hài cốt tại chỗ nó đã đứng. Lại, người phá bàn thờ tại Bê-tên và nơi cao mà Jeroboam con trai Nê-bát đã lập, tức là người đó gây cho Israel phạm tội. Người phá bàn thờ ấy, thiêu đốt nơi cao và cán nghiền thành ra tro bụi, cũng thiêu đốt tượng Ác Tạc Tê. Giô-si-a xây lại, chợt thấy những mồ mả ở trên núi. Người bèn sai lấy hài cốt ở trong những mồ mả ấy, rồi thiêu nó trên bàn thờ, làm cho bàn thờ bị ô uế, y như lời của Đức Giê-hô-va mà người của Đức Chúa Trời đã báo cáo trước. Đoạn vua hỏi rằng, bia ta thấy đó là chi? Các người thành ấy đáp rằng, ấy là mồ mả của người Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến báo cáo trước về những việc mà vua đã làm cho bàn thờ tại Bê-tên.
người tiếp, hãy để hài cốt ấy bình yên, chớ ai dời đi. Vậy, chúng chẳng dời hài cốt của người, cùng hài cốt của đấng tiên tri ở Samari mà ra. Josiah cũng dỡ hết thảy chùa miếu của các nơi cao ở tại trong thành Samari mà các vua Israel đã lập đặng chọc giận Đức Giê-hô-va, phá hủy các nhà đó như đã làm trong Bê-tên. Người giết tại trên bàn thờ những thầy cả của các nơi cao và thiêu hài cốt ở trên. Đoạn người trở về Jerusalem. Vua bèn truyền lệnh cho cả dân sự rằng: hãy giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao ước. Trong lúc các quan xét đã xét đoán Israel, hoặc trong đời các vua Israel và vua Judah, thật chẳng hề có giữ một lễ vượt qua nào giống như lễ vượt qua giữ cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem nhằm năm thứ 18 đời vua Josiah. Josiah cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những teraphim và hình tượng, cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Juda và tại Jerusalem, đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách mà thầy tế lễ Hilkia đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Trước Josiah, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình mà chiếu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se, và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va không nguôi cơn giận nóng và mạnh mà Ngài nổi lên cùng Giu-đa vì cớ các tội trọng của Ma-na-se trêu chọc Ngài. Vả Đức Giê-hô-va có phán rằng: ta sẽ cất Giu-đa khỏi mặt ta như ta đã cất Israel đi, và ta sẽ trừ bỏ thành Jerusalem mà ta đã chọn và đền thờ mà ta phán về nó rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Các chuyện khác của Josiah, những công việc người làm, đều chép trong sử ký về các vua Juda. Trong đời Josiah, Pharaon Neco, vua Egypto, đi lên sông Euphrates hãm đánh vua Assyria. Josiah bèn đi ngữ người, nhưng Pharaon vừa khi gặp người bèn giết đi tại Megiddo. Từ Megiddo, các tôi tớ chở thay người trên xe về Jerusalem, rồi chôn người tại trong mồ mả người. Dân của xứ chọn Joacha, con trai Josiah, sức dầu cho người và tôn người lên làm vua thế cho cha người. Joacha được 23 tuổi khi lên làm vua. Người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Libna. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm. Pharaon Neco bắt giam người tại Ripla trong xứ Hamat, hầu cho người không cai trị tại Jerusalem. Lại, người bắt xứ tiến cống 100 ta lân bạc và 1 ta lân vàng. Đoạn Pharaon Neco lập Eliakim, con trai Josiah, làm vua thế cho Josiah cha người và cải tên người là Jehoiakim. Còn Joacha bị bắt làm phu tù tại Egypto và người qua đời tại đó. Jehoiakim nộp cho Pharaon những bạc và vàng ấy. Nhưng để lo cho có số tiền Pharaon đòi thì người phải đánh thuế dân của xứ. Người định thuế vàng bạc mỗi người phải giữ đóng. Đoạn người giao hết cho Pharaon Neco. Jehoiakim được 25 tuổi khi lên làm vua và người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sê-buộc-đa, con gái Phê-đa-gia ở Ru-ma. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương các tổ phụ mình đã làm. Chương 24. Trong đời Jehoiakim trị vì, Nebuchadnezzar vua Babylon xâm lấy xứ. Jehoiakim thần phục người trong 3 năm, rồi người đổi ý và phản nghịch với người. Đức Giê-hô-va khiến những quân Canđê, quân Syri, quân Mô-áp và quân của dân Am-môn đến đấu địch cùng Giu-đa để hủy hại Giu-đa, tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán ra. Tai họa này hẳn xảy đến cho Giu-đa bởi mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đặng cất nước Giu-đa khỏi trước mặt mình vì cớ các tội lỗi Ma-na-se
theo các điều người đã làm, lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra. Vì người đã làm cho Jerusalem đầy huyết vô tội, thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người. Các chuyện khác của Giê-hô-gia-kim, những công việc người, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Giê-hô-gia-kim an giấc cùng các tổ phụ mình, và Giê-hô-gia-kim, con trai người, làm vua thế cho người. Vả, vua Ê-díp-tô không dám ra khỏi xứ mình nữa, bởi vì vua Babylon đã chiếm lấy xứ thuộc về vua Ê-díp-tô từ khe Ê-díp-tô cho đến sông Euphrat. Giê-hô-gia-kim được 18 tuổi khi lên làm vua. Người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ người tên là Nehuta, con gái của Ê-na-thang ở Jerusalem. Giê-hô-gia-kim làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo trọn các gương của cha mình. Trong lúc đó, các quân lính Nebuchadnezzar vua Babylon đi lên vây thành Jerusalem. Nebuchadnezzar là vua Babylon cũng đến trước thành. Trong lúc các quân lính người vây thành, Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa bèn cùng mẹ mình, các tôi tớ mình, các quan tướng và các hoạn quan mình đi ra đầu hàng vua Babylon. Vua Babylon bắt người nhằm năm thứ 8 triều mình. Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn vua Israel đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người dẫn đi cả dân Jerusalem, hết thảy những quan tướng và những lính chiến mạnh mẽ, số là một muôn người. Lại cũng bắt hết thảy các thợ mộc và thợ rèn, chỉ còn lại những thường dân của xứ. Vậy, người đem Giê-hô-gia-kim đến Babylon, lại bắt đem đến Babylon thái hậu, hoàng hậu, các hoạn quan, những người sang trọng của xứ, luôn với những người chiến sĩ, số là 7.000 người, các thợ mộc và thợ rèn, số là 1.000 người. Cả thảy đều là người mạnh dạn có tài chiến trận. Đó là những người mà vua Babylon bắt qua Babylon làm phu tù. Vua Babylon lập Mathania, cậu của Giê-hô-gia-kim, làm vua thế cho người, đổi tên cho là Sê-đê-kia. Sê-đê-kia được 21 tuổi khi lên làm vua, và người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi ở Líp-na. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo trọn các gương của Giê-hô-gia-kim. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên, nên Ngài giáng trên Jerusalem và Giu-đa những tai họa này, cho đến đổi Ngài trừ bỏ chúng nó khỏi trước mặt Ngài. Sê-đê-kia bèn phản nghịch vua Babylon. Chương 25. Năm thứ 9 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 1 tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo quân người đến hãm đánh Jerusalem. Người hạ trại trước thành và đắp lũy vây chung quanh thành. Sự vây thành lâu dài cho đến năm thứ 11 đời Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, có sự đói kém lớn trong thành, dân sự không có bánh. Bây giờ, quân canh đê làm lũng một lỗ nơi vách tường thành. Đoạn hết thảy quân lính đang ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua. Đang khi quân canh đê vây thành, thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng. Đạo quân canh đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại trong đồng bằng Jericho. Cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người. Quân canh đê bắt vua, dẫn đến vua Babylon ở Ripla. Tại đó chúng nó xét đoán người. Chúng nó giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt người. Đoạn chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày mồng 7 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar vua Babylon, quan thị vệ Nebusaradan, tôi tớ của vua Babylon đến Jerusalem. Người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua và mọi nhà trong thành Jerusalem, thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn đạo quân canh đê vâng lệnh quan thị vệ phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Quan thị vệ Nebusaradan
bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua Babylon và đám dân còn lại khác mà dẫn đi làm phu tù. Quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ hơn hết, đặng trồng nho và làm ruộng. Quân Canh Đê đập bể những trụ đồng, tán đồng và cái biển bằng đồng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, rồi đem đồng ấy về Babylon. Chúng nó cũng đem đi những nồi đồng, vá, dao, chén và hết thảy những khí dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Lại quan thị vệ ấy đem đi những lư hương, chậu và các vật bằng vàng, bạc. Còn hai cây trụ, cái biển đồng và các miếng tán mà Salomon đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va thì không thể cân được đồng của các vật ấy. Mỗi cây trụ có 18 thước bề cao, trên trụ có đầu đồng 3 thước bề cao, có bao quanh lưới và trái lựu cũng bằng đồng. Cây thứ nhì trang sức lưới giống như cây trước. Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm Seraya, thầy phó tế lễ Sophoni và ba người canh giữ cửa đền thờ. Lại bắt trong thành một hoạn quan coi các chiến sĩ, 5 người trong các cận thần vua, thơ ký của quan tổng binh lo chiêu mộ binh lính của xứ, luôn với 60 người của xứ cũng ở trong thành. Quan thị vệ Nebusaradan bắt dẫn hết thảy những người ấy đến vua Babylon tại Ripla. Vua Babylon khiến giết chúng nó tại Ripla trong xứ Hamat. Như vậy, dân Juda bị bắt đem đi khỏi xứ mình. Còn về dân sự mà Nebuchadnezzar đã chừa lại trong xứ Juda, thì vua Babylon đặt Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan làm quan tổng đốc. Khi các quan tướng, tức là Ismael, con trai Nethania, Johanan, con trai Kareat, Seraya, con trai Tanhumet ở Netophat, và Ya-asania, con trai của Makathit, và những quân lính họ đều hay rằng vua Babylon đã đặt Gedalia làm quan tổng đốc, thì họ bèn đi đến người tại Mít-ba. Gedalia thề với chúng và với quân lính của chúng rằng: chớ sợ những tôi tớ của Canh-đê, hãy ở trong xứ thần phục vua Babylon thì các ngươi sẽ được bình an. Nhưng tháng 7, Ismael, con trai Nethania, cháu Elishama về dòng dõi vua, đến tại Mít-ba, có 10 người đi theo, đánh Gedalia và giết người luôn với người Juda và người Canh-đê ở với người. Cả dân sự từ nhỏ đến lớn và những quan tướng bèn trỗi dậy đi đến xứ Ai-cập bởi vì sợ người Canh-đê báo thù. Năm thứ 37, từ khi Jehoiakim vua Juda phải giam, ngày 27 tháng 12, Evin-merodach vua Babylon năm đầu tức vị tha cho Jehoiakim vua Juda ra khỏi ngục. Người nói với Jehoiakim lời hòa nhã và đặt ngôi người cao hơn ngôi các vua đồng với người tại Babylon. Người biểu lột áo tù của Jehoiakim và cho người ăn đồng bàn với mình trọn đời người. Lại trọn đời người, vua hằng ngày lo phù cấp lương thực cho người. Thi Thiên 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình, nguyện sự bình an giáng trên Israel. Chương 4. Đoạn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đang ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng: ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: tôi nhìn xem, kìa, một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó. Nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đang nói với ta như vậy: hỡi chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng:
ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết. Ngươi đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sơ-rô-ba-bên rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sơ-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sơ-rô-ba-bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh dễ ngài của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sơ-rô-ba-bên. Ta bèn đáp lại cùng người rằng, hai nhánh olive ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng, hai nhánh olive ở kề bên hai ống vòi vàng có dầu vàng chảy ra là gì? Người đáp rằng, ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết. Người bèn nói rằng, ấy là hai người chịu sức dầu, đứng bên Chúa của cả đất. Chương 5. Đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem, này, có một cuốn sách bay. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng, tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài nó 20 cu đê, bề ngang 10 cu đê. Người bảo ta rằng, ấy là sự rủa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hễ ai trộm cắp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của cuốn sách. Hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của cuốn sách này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta sẽ khiến cuốn sách này đi ra, nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối, thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá. Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng, bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. Ta nói rằng, ấy là gì? Người đáp rằng, ấy là một cái epha đang ra. Người lại nói, ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đoạn ta thấy một khối chì tròn được cất lên và một người đàn bà ngồi giữa epha. Người nói rằng, ấy đó là sự hung ác. Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa epha và chẩn khối chì trên miệng epha. Bây giờ ta ngước mắt nhìn xem, này, có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó, vả chúng nó có cánh như cánh con cò, và chúng nó cất epha lên giữa khoảng trời và đất. Ta hỏi thiên sứ đang nói cùng ta rằng, chúng nó đem epha đi đâu? Người đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà cho nó trong đất Sinea. Khi đã sửa soạn rồi thì đặt nó vào chỗ nó. Chương 6. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, này, có bốn cỗ xe ra từ giữa hai hòn núi, và những núi ấy là núi bằng đồng. Nơi cỗ xe thứ nhất có những ngựa hồng, cỗ xe thứ nhì ngựa ô, cỗ xe thứ ba ngựa trắng, cỗ xe thứ tư ngựa xám vá. Đoạn ta cất tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta mà rằng, thưa Chúa, những vật ấy là gì? Thiên sứ đáp cùng ta rằng, ấy là bốn gió trên trời, ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất. Những ngựa ô gác xe kia kéo ra đến xứ phương Bắc, và những ngựa trắng ra theo nó, còn những ngựa vá kéo ra đến xứ phương Nam. Kế sau, những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên sứ nói cùng chúng nó rằng, đi đi và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. Đoạn người gọi ta và nói với ta rằng, này, những ngựa ra đến phương Bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương Bắc rồi. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hiên Đai, từ Tô-bi-a, từ Giê-đa-gia. Nội ngày đó, ngươi khá đến và vào nhà Yô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là chỗ chúng nó từ Babylon đã đến. Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mão triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác.
ngươi khá nói cùng ngươi rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy. Này, có một người tên là Chồi Móng sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình, và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai. Nhưng mão triều thiên sẽ thuộc về Helem, Tobia, Jedaya và Hên, con trai của Sophoni, để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Những kẻ ở xa sẽ đến xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân sai ta đến cùng các ngươi. Nếu các ngươi siêng năng vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, thì sự đó sẽ xảy đến. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.